Thưa quý vị, thưa các bạn, Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội trên các tuyến giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân năm 2024. Theo đó, từ ngày hôm nay, ngày 10 tháng 1 đến ngày 9 tháng 3 tới đây, cảnh sát giao thông trên cả nước sẽ tăng cường công tác tuần tra xử lý vi phạm giao thông trên cả đường bộ, đường sắt và đường thủy. Trên lĩnh vực đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, vi phạm về tốc độ, tập trung kiểm tra xử lý xe ô tô kinh doanh, vận tải hàng hóa, hành khách tại các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị, đường giao thông nông thôn. Riêng tuyến quốc lộ 1A tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm liên tục trên tuyến do Cục Cảnh sát Giao thông trực tiếp chỉ đạo đôn đốc kiểm tra thực hiện. Cục Cảnh sát Giao thông cũng cho biết sẽ chỉ đạo hàng loạt các biện pháp để nắm bắt tình hình, kịp thời quy động lực lượng địa bàn, điều tiết giao thông thông suốt, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông. Trong đó, một số khu vực đáng chú ý là các trục chính ra vào Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các địa điểm tổ chức chợ Tết, khu vui chơi, bắn pháo hoa, các lễ hội nơi có mật độ phương tiện giao thông cao. Chỉ trong vòng một tháng kiểm tra nồng độ cồn đột xuất từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12, số trường hợp vi phạm nồng độ cồn tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng 94% so với cùng kỳ của năm 2022. Số trường hợp vi phạm bị xử lý lên đến hơn 2.200 trường hợp. Thông tin này vừa được Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại cuộc họp báo định kỳ của Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều qua. Theo đó, lực lượng chức năng đã thực hiện kiểm soát, phát hiện và xử lý 2.256 trường hợp vi phạm. So với cùng kỳ năm 2022, tăng 1.095 trường hợp, tương đương 94%. So với tháng liền kề, tăng 595 trường hợp. Đại diện Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết kết quả này không có gì bất thường vì đây là thời điểm thành phố mở cao điểm xử phạt. Công an Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tăng cường lực lượng mà còn bố trí thêm trang thiết bị cho công an các quận huyện để xử lý vi phạm nồng độ cồn trên mọi khung giờ. Qua theo dõi, thời gian đầu các trường hợp vi phạm tăng cao, nhưng những ngày gần đây lại có dấu hiệu giảm xuống. Cùng thời điểm trên, toàn Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra 180 vụ tai nạn giao thông, làm chết 40 người, bị thương 131 người, giảm 36 người chết và giảm 2 người bị thương so với cùng kỳ năm trước. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các dịp nghỉ Tết cận kề, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ phối hợp với các lực lượng tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, đặc biệt vào dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân năm 2024. 7787 nha. Đây là mình quá nồng độ cồn cho phép rồi nha. Giờ mời qua đây làm việc nha, làm biên bản. Tại ông anh cũng gặp uống nhiều á. Xong ông kia ông mệt, ông không chạy nổi, nhờ em chạy lên em đón với à. Xong gặp mấy ông anh mời vô một hai lon. Uống kế bên đây nè. Để mình chạy quẹo đây thôi. Hồi đó giờ đi gáp không, nhưng mà giờ gáp không mở sao đi. Kiểm tra nồng độ cồn, nghiện ma túy đối với người dân, tài xế khi điều khiển phương tiện giao thông trên đường. Đây là những nội dung được các lực lượng của Công an Thành phố Hồ Chí Minh tập trung đẩy mạnh kiểm tra, xử lý thời gian qua và nhận được sự đồng tình của các tài xế. Mình kiểm tra nó an toàn của xe các bắt tài. Rồi cho cái thích là cái đó là không đúng. Của lực giao thông, mình chấp nhận lực giao thông, mình đừng chơi cái gì hết, an toàn là an toàn trên hết. Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, tính đến những ngày đầu tháng 12 năm nay, tình hình tai nạn giao thông giảm trên 3 tiêu chí, ghi nhận 1.538 vụ tai nạn giao thông, làm chết 600 người, bị thương 922 người, trong đó giảm được 412 vụ, giảm 99 người chết và 258 người bị thương. Thực hiện cái chỉ thị số 23 của Ban Bí thư và chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ thì Công an thành phố chủ trì cùng với phối hợp với các cái lực lượng sẽ tiếp tục nâng cao cái hiệu quả của công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo cái trật tự công cộng để làm sao người dân tham gia giao thông ở trật tự công cộng được an toàn hơn, hiệu quả hơn. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vào dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024, ngoài việc được huy động tối đa tại các tuyến đường thường xảy ra ùn tắc, các cửa ngõ ra vào trung tâm thành phố, lực lượng cảnh sát giao thông còn được bố trí trực chiến 24/24 và luôn sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đảm bảo trật tự an toàn giao thông, việc phối hợp với các lực lượng chức năng nhằm đấu tranh,
phòng chống tội phạm cũng được lực lượng cảnh sát giao thông thành phố thực hiện một cách quyết liệt, nghiêm túc. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, sáng ngày 15 tháng 12, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Đợt cao điểm sẽ tập trung đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng băng nhóm hoạt động về ma túy, cướp giật, tín dụng đen, gây rối trật tự, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Đợt cao điểm sẽ chính thức được triển khai từ 15 tháng 12 đến hết ngày 29 tháng 2 năm 2024 với các mục tiêu, yêu cầu đề ra như đấu tranh có hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm đường phố, tội phạm liên quan tín dụng đen, tội phạm sử dụng công nghệ cao, triệt xóa các điểm nóng về an ninh trật tự, tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông. Lãnh đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, chức năng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với công an địa phương, làm tốt công tác nắm tình hình trên từng địa bàn, từng lĩnh vực. Qua đó, đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phối hợp kiểm tra, đề xuất xử lý triệt để các cơ sở kinh doanh không phép, đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, gây mất an ninh trật tự, đặc biệt là để người khác lợi dụng sử dụng trái phép chất ma túy ngay trong cơ sở kinh doanh của mình. Nhằm hạn chế tối đa tai nạn giao thông thời điểm cuối năm và các ngày lễ Tết, đặc biệt là tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đợt cao điểm tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự. Và với quyết tâm cao, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều biện pháp, trong đó có việc thành lập 10 cụm cảnh sát giao thông chuyên xử phạt vi phạm về nồng độ cồn và ma túy. Tại cụm số 7, chốt chặn tại giao lộ Phan Đăng Lưu, Nguyễn Văn Đậu, chỉ trong thời gian 1 giờ đứng lập chốt, các lực lượng đã kiểm tra 120 lượt người tham gia giao thông, trong đó phát hiện 10 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Theo anh thì việc mà sử dụng rượu bia mà có lái xe thì anh biết là nguy hiểm, nhưng mà sao anh vẫn bị vi phạm? Rồi thì cái đó mình đi, mình lái xe anh được, mình chấp nhận. Nhưng mà cũng nên, mọi người nên lái xe hoài trong trạng thái an toàn. Với quyết tâm hạn chế tối đa tai nạn giao thông, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai cao điểm về đảm bảo an toàn giao thông, qua đó đã thành lập 10 cụm cảnh sát giao thông kiểm tra vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Đây là kế hoạch nhằm chủ động đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước thời điểm Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2024. Thực hiện đồng loạt ra quân để kiểm soát các cái phương tiện và những cái đối tượng tham gia giao thông trong những cái giờ cao điểm mà chúng tôi tính toán là các đối tượng mà tham gia giao thông có sử dụng chất kích thích cũng như là sử dụng nồng độ cồn, và quán triệt cho anh em là thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh, tính từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã phát hiện và xử lý hơn 116.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và ma túy, tăng trên 135% so với cùng kỳ. Với quyết tâm đảm bảo an toàn giao thông, từ đây đến hết tháng 12 năm 2023, Cảnh sát Giao thông, Công an các cấp phải kiểm tra, xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm, trường hợp chống đối người thi hành công vụ phải cương quyết xử lý ngay. Muốn người dân chấp hành nghiêm cái pháp luật giao thông, không sử dụng rượu bia, chất kích thích khi tham gia giao thông trên địa bàn thành phố. Ban an toàn giao thông cũng kêu gọi mọi người hãy luôn luôn tâm niệm rằng là tính mạng con người là trên hết, sức khỏe và tính mạng là những cái vô cùng quý giá mà chúng ta không thể mua được bằng bất kỳ một cái đánh đổi vật chất nào. Chính vì vậy cho nên là cái ý thức về việc tự bảo vệ mình an toàn, đó là điều mà chúng ta cần phải đặt lên hàng đầu khi chúng ta tham gia lưu thông. Theo kế hoạch, 10 cụm cảnh sát giao thông kiểm tra về nồng độ cồn và ma túy sẽ thường xuyên di chuyển, thay đổi điểm lập chốt. Lãnh đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu lực lượng chức năng chủ động rà soát các tuyến đường, khu vực thường xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tụ tập, lưu thông thành đoàn, gây rối trật tự công cộng và đua xe trái phép.